Hôm bữa mà đi đón con thì có tâm sự với mấy chị phụ huynh khác á, là không biết mấy chị nuôi con làm sao mà vừa mũm mĩm nè, vừa cao ráo mà lại còn khỏe khoắn nữa. Mình được các mẹ mách cho sữa NutriCare Colus 24 giờ Grow Plus của NutriCare. Trộm vía là từ hồi uống sữa này á, thì bé ăn uống rất là ngon miệng nè, tăng cân và phỏng phao hơn hẳn. Cân nặng của bé tăng hơn 2,5kg trong vòng 2 tháng kể từ khi uống sữa. Bé cao hơn 3cm nữa. Bé rất là tự giác ăn uống, có khi tới giờ còn nhắc mẹ là tới giờ ăn rồi và bé tự động chạy vào ghế để chờ. Mình rất là vui. Nghe các mẹ nói sữa này chuyên dùng cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi vì có cao năng lượng tới 100kcal. Là cái mức năng lượng mà theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới và WHO á, để giúp cho trẻ suy dinh dưỡng nè, tăng cân, bắt kịp đà tăng trưởng. Ngoài ra khi mà đọc trên bao bì thì mình thấy sữa có bổ sung tới 52 dưỡng chất. Đặc biệt là những dưỡng chất mình biết như là canxi nè, vitamin D3 nè, phosphor nè, giúp bé cao hơn nữa. Một điểm nữa mà mình rất thích ở NutriCare Colus 24 giờ Grow Plus đó là có chứa sữa non 24 giờ được nhập khẩu từ Mỹ. Sữa non thì ai cũng biết rồi đó, chứa nhiều kháng thể IgG, giúp tăng cường sức đề kháng và bảo vệ các bé khỏi vi khuẩn có hại. Sau vài tháng sử dụng đúng thật sức khỏe của bé đã cải thiện hơn rất là nhiều. Bé ăn uống ngon miệng hơn, ít bệnh vặt hơn trước. Trước đây mỗi lần bé bệnh là bé sụt ký làm mẹ rầu dễ sợ luôn. Giờ bé tăng cân, cao khỏe, mình cảm thấy rất là yên tâm. Vì là sữa cho con nên mọi thứ mình đều phải tiệt trùng cả. Vệ sinh tay sạch sẽ trước khi pha sữa. Cách pha sữa cũng rất là đơn giản, chỉ cần đun nước sôi để nguội khoảng chừng 50 độ, rồi cho số lượng sữa bột theo độ tuổi của bé như trên hướng dẫn sử dụng là được. Hằng ngày mình cho bé uống 2 ly sữa kết hợp với thực đơn dinh dưỡng phù hợp để bé tăng chiều cao nè, tăng cân nè. Ngoài ra mình còn sử dụng sữa hộp pha sẵn mỗi khi ra ngoài để bé có thể uống đều đặn mà không bị ngắt quãng. Trộm vía, bé nhà mình rất là hợp tác uống sữa, còn khen sữa ngon nữa, không pha dùng uống sữa gì luôn. Sữa này là của NutriCare, thương hiệu chuyên các loại sữa dinh dưỡng nổi tiếng tại Việt Nam, nên là mình rất là an tâm cho bé sử dụng hoài hoài luôn. Mình hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp cho các bà mẹ đang gặp tình trạng bé suy dinh dưỡng thấp còi, không đủ cân nặng chiều cao biết tới NutriCare Colus 24 giờ Grow Plus để bé được khỏe mạnh nè, phát triển toàn diện hơn. NutriCare Colus 24 giờ Grow Plus, bé tăng cân cao khỏe.